Đây là chiếc đồng hồ Patek Philippe 5205R. Toàn bộ thân vỏ của chiếc đồng hồ này được làm từ vàng nguyên khối AU750 và kể cả phần dây khóa đầu khóa dây cũng vậy, bằng kính sapphire, giá trị, chất lượng và vô cùng sang trọng. Và tính năng đặc biệt của chiếc đồng hồ này chính là có lịch tuần trăng nằm ngay vị trí góc 6 giờ và có tính năng coi thứ, coi tháng ở hai bên của vị trí 12 giờ. Ngày là ngay vị trí 12 giờ luôn. Thứ là vị trí bên góc 10 giờ và vị trí tháng là góc 2 giờ. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ đeo thử vào tay của mình để cho quý khách hình dung được là lên tay chiếc đồng hồ đẳng cấp này đẹp như thế nào. Rất là sang trọng. Đeo một chiếc đồng hồ thôi đã sang trọng đẳng cấp rồi, kết hợp với một chiếc nhẫn kim cương hột xoàn thiên nhiên và nguyên khối AU750 nữa thì bộ đôi này sẽ tạo nên một giá trị tăng hơn rất nhiều về sự sang trọng đẳng cấp thật lâu. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Patek Philippe 5205R đến đây xin được kết thúc. Kỳ Lân xin mời quý khách truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm mới nhất mà Kỳ Lân luôn luôn update cập nhật thường xuyên, hoặc gọi vào hotline cũng như kết nối qua Zalo 0901247247. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả các những dòng sản phẩm cấp sang trọng luôn. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỳ Lân Luxury, sang trọng đẳng cấp thượng lưu.